Chương trình từ thủ đô Washington DC với luật sư Trịnh Quốc Thiên xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả khắp nơi. Thì hôm nay tin tức ở Hoa Kỳ chấn động về thông tin tình báo và chấn động đối với đảng Dân Chủ, thưa quý vị. Thì đây là cái gì mà ghê gớm thầy? Thì xin thưa, chúng ta cũng biết rằng là Tổng thống đương kim Donald Trump đã thất cử đối với đối thủ đảng Dân Chủ là ông tân Tổng thống Joe Biden. Thì có thể nói rằng nhiều cố vấn đã đưa ra những cái ý kiến. Thì trong đó có những ý kiến là làm sao mà gây khó khăn cho đảng Dân Chủ, thưa quý vị. Thì xin thưa, một trong những cái đòn mà gây khó khăn cho đảng Dân Chủ đó là giải mã các thông tin tình báo về những cuộc điều tra của đảng Dân Chủ, thưa quý vị, hoặc là những cuộc điều tra nhắm vào các thành viên của đảng Dân Chủ nhằm vạch mặt các thành viên của đảng Dân Chủ, thưa quý vị. Thì trong cái quá trình mà giải mã những thông tin tình báo hoặc là những thông tin mật thì cũng có những phần liên quan tới Việt Nam, thưa quý vị. Thì trên màn hình đây là danh sách của những cái tài liệu mật đã được giải mã. Thì ngày 5 Tây tháng Giêng 2021, đích thân ông cố vấn an ninh quốc gia của ông Tổng thống Trump là ông Robert O'Brien đã ký lệnh giải mật những hồ sơ, những tài liệu liên quan tới đảng Dân Chủ hoặc là liên quan tới những cuộc điều tra khác, thưa quý vị. Xin thưa là như vậy. Thì hiện nay về vấn đề pháp luật và pháp lý thì còn có một cái vụ cũng khá lùm xùm, khá nhức đầu đối với ông Tổng thống Donald Trump. Xin thưa là việc phải ân xá cho tất cả những người đã tham gia vào cuộc tấn công vào Quốc hội Hoa Kỳ ngày 6 Tây tháng Giêng vừa qua, thưa quý vị. Thì đây là một cái vấn đề rất nhức đầu đối với Tổng thống Donald Trump. Thì chúng tôi cũng vừa mới trình bày là vụ giải mật hồ sơ tối mật. Thì trong đó chắc chắn là sẽ gây ra những khó khăn cho đảng Dân Chủ hoặc là các thành viên cao cấp ở trong những cái cuộc điều tra trước đây, thưa quý vị. Thì cũng có người hỏi rằng là trong các tài liệu mật đó thì có dính dáng hay ảnh hưởng gì đến Việt Nam hay không. Thì chúng tôi cũng xin thưa là có dính dáng và có đề cập tới Việt Nam, nhưng mà đề cập ở cái vấn đề rất là tốt, tức là coi Việt Nam là một quốc gia thân thiện đối với Hoa Kỳ, thưa quý vị, và liệt Việt Nam vào cái hàng thân thiện tương đương với Singapore, với Mã Lai, với Indo đối với Hoa Kỳ, là những cái nước mà tôi vừa nhắc tên, Mã Lai, Indo, Singapore, thì rất là thân thiện và gần như là đồng minh với Hoa Kỳ. Chẳng hạn họ đã có những cuộc tập trận chung với lực lượng hải quân Hoa Kỳ trong nhiều năm qua. Thì có thể nói là Việt Nam đang có một cái vị thế rất tốt đối với chính quyền Hoa Kỳ. Thì như tôi có nói ngay trong đầu cái clip này là chính quyền của ông Tổng thống Donald Trump tìm mọi cách để gây khó khăn cho chính quyền của ông Joe Biden. Thì một trong những vụ việc là ông Bộ trưởng Ngoại giao Mike Pompeo đã tìm cách gây khó khăn trong cái quan hệ Iran và Mỹ, gây khó khăn trong cái quan hệ Yemen và Mỹ, gây khó khăn trong cái quan hệ Cuba và Mỹ, và gây khó khăn trong cái quan hệ Trung Quốc và Mỹ, thưa quý vị. Thì đối với Cuba thì ông Mike Pompeo bỗng dưng gán cho Cuba là một nước tài trợ khủng bố, thưa quý vị. Thì chắc chắn trong tương lai
Cuba sẽ rất bực mình đối với chính quyền của ông Joe Biden vì bỗng nhiên bị gán vào cái nước tài trợ khủng bố. Nước thứ hai là Yemen cũng bị gán cho là nước khủng bố Houthi, thưa quý vị. Và nước thứ ba là Iran thì cũng bị gán cho cái tội là nhắm vào khủng bố nước Mỹ, và đặc biệt là đã có bằng chứng là phía Iran kết tội Tổng thống Donald Trump và yêu cầu dẫn độ Tổng thống Donald Trump và xử tội Tổng thống Donald Trump, thưa quý vị. Thì phía Hoa Kỳ cũng gây khó khăn cho quan hệ giữa Hoa Kỳ và Iran, và chắc chắn là tân Tổng thống Joe Biden cũng sẽ nhức đầu vì những cái mối quan hệ này đã bị hoang ố bởi chính quyền của ông Tổng thống Donald Trump. Thì Iran và Mỹ hiện nay đang rất bất đồng với nhau về nhiều vấn đề, trong đó có vấn đề nguyên tử hoặc là vấn đề hạt nhân hoặc là chế tạo vũ khí hạt nhân của Iran. Tiếp theo thì chính quyền của ông Tổng thống Donald Trump cũng gây khó khăn cho chính quyền mới bằng một cách là quấy động quan hệ giữa Trung Quốc, Đài Loan và Hoa Kỳ. Thì đích thân ông Bộ trưởng Ngoại giao Mike Pompeo cho biết rằng là Hoa Kỳ đã gỡ hết tất cả mọi ngăn cấm các quan chức tới thăm Đài Loan, thưa quý vị. Trước đây thì Hoa Kỳ rất dè dặt khi gửi các quan chức cao cấp đến thăm Đài Loan, thì hiện nay chính quyền ông Donald Trump coi như xả cản và coi như là công nhận Đài Loan là một phần lãnh thổ riêng biệt, không dính dáng gì tới Trung Quốc, thưa quý vị. Thì ngay sau tuyên bố của ông Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Mike Pompeo, thì phát ngôn viên của Trung Quốc là ông Triệu Lập Kiên cũng đã lên tiếng phản đối Hoa Kỳ, nói rằng Hoa Kỳ vẫn tìm cách tách Đài Loan ra khỏi Trung Quốc, và việc mà có những hành động ứng xử mà đi ngược lại quyền lợi của Trung Quốc thì Trung Quốc chắc chắn là sẽ có những phản ứng thích đáng đối với Hoa Kỳ, thưa quý vị. Thì chúng ta biết rằng quan hệ giữa Hoa Kỳ và Đài Loan trong nhiều năm đã có những cái mối quan hệ rất là khăng khít, chẳng hạn như Hoa Kỳ vẫn tiếp tục bán các loại vũ khí hạng nặng cho Đài Loan lên tới hàng tỷ đô la, xin thưa là như vậy. Thì trước khi mà rời nhiệm sở thì bên phía Tổng thống Donald Trump cũng đã nhanh chóng thông qua các gói bán vũ khí cho Đài Loan, và Bộ Quốc phòng của Hoa Kỳ cùng với lại Quốc hội Hoa Kỳ cũng đã chuẩn thuận một cách nhanh chóng những hợp đồng như thế. Thì chúng ta cũng biết là cuộc thương chiến giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ đang đi vào con đường quyết liệt, và bên phía Tổng thống Donald Trump vẫn chưa mở hoặc tháo khoáng hoặc là giảm thuế cho hàng Trung Quốc, và chắc chắn là gây khó khăn rất nhiều cho tân Tổng thống Joe Biden, vì nếu tân Tổng thống Joe Biden đi ngược lại với chính sách của ông Donald Trump thì đảng Dân Chủ sẽ bị gán nhãn là tay sai của Trung Quốc và nghe lời Trung Quốc tháo khoáng các điều khoản trừng phạt hoặc tăng thuế, thưa quý vị. Thì đây là một cái khó khăn rất lớn cho chính quyền tân Tổng thống Joe Biden phải giải quyết những cái vấn đề hoang ố, những vấn đề căng thẳng, những điểm nóng ở trên thế giới. Có thể nói rằng là chính quyền của ông Trump cố tình gây dựng, tạo nên hiềm khích, thưa quý vị. Tuy nhiên ở đây cũng phải ghi nhận một điều đối với Tổng thống Donald Trump là trong thời ông cầm quyền thì không phát động bất cứ một cuộc tấn công hay một cuộc xâm lược vào một cái quốc gia nào cả, thưa quý vị. Có thể nói rằng chính sách của ông Trump là không gây chiến trước. Thì chương trình Từ Thủ Đô với luật sư Trịnh Quốc Thiên đến nay tạm chấm dứt. Xin trân trọng cảm ơn quý vị. Xin quý vị vui lòng nhấn subscribe để ủng hộ kênh. Thành thật cảm ơn. Xin hẹn quý vị trong chương trình kỳ tới.